Ok các bạn, thì sau khoảng thời gian rất là lâu thì hôm nay cuối cùng mình sẽ chơi Zyu Jitsu Sharingan. Và như các bạn biết đó, tựa game này ra mắt khá là lâu rồi. Tuy nhiên sau bao nhiêu update thì Gojo vẫn chưa mọc tóc lại được. Tại sao lại đầu chọc vậy Vida? Tại tác giả hết á. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Land. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ok, here we go. Để xem chúng ta có gì trong tựa game này đây. Một thằng da đen biết thổi sao? Và một con tướng mới nhất trong tựa game này đó chính là Perfection. Là gì, chơi được không? Không. Nó bắt anh mua cái gì nè. Let's go. Mua thử luôn. Wow, ui con này là Naruto mà. Không. À, đây coi chiêu là gì đây. Wow, con này là Mahito đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, chiêu con này thấy ghê quá vậy. Còn số 3 là gì đây? Bum. Anh tưởng hoàn mạnh lắm nhớ. Và theo như những gì mình đọc trên update của cái game này thì hiện tại chúng ta có thêm một cái phiên bản mới nữa. Đó chính là cái nhà ga này. Bây giờ chúng ta có thể triệu hồi xe lửa. Các bạn có từng coi trong anime không? Kiểu xe lửa nó sẽ làm gì? Isekai, để mình thông báo trước nha. Và gọi cho tao. Cẩn thận nha Vidak. Isekai đó, lên đây đi Vidak ơi. Oh! What the fuck? Ôi mình sống nè. Ôi ôi hên là mới đắt da đen đó nha các bạn. Ủa em còn nhiêu máu? Một máu. Da đen bây giờ trâu hơn bình thường hay sao? Mày một máu con. Bằng Bùm. Mày hả bởi. Trời. Ủa mà cái chiêu số 3 hành Black Flag được các bạn. Sao nãy giờ mình xài hoài không được ta? Ok, và để chịu hồi lại cái tàu quả này thì các bạn phải đợi tới 5 phút lận. Phải lâu dữ hả? Rồi thôi, bây giờ mình sẽ lên bờ đây. Bây giờ mình sẽ test thử cái dạng thức tỉnh của con Mahito này. Và mình sẽ cho bạn xem sức mạnh của hắc thiểm nè. Ôi, wow. Wow, các bạn thấy mình mới black flash đâu các bạn, quá ngầu rồi ơi. Oh my god. Và bây giờ anh sẽ biến hình. Ôi bắn tùm lum. Mày hả bởi. Ui ghê vậy. Khi chúng ta dạy mod thì chiêu con Mahito này khá là mạnh nha các bạn. Kiểu quýnh auto em luôn mà. Ui gì đây. Mày. Ai mà nghe nói là sử dụng chiêu này 2 lần thì chúng ta có thể mod thì 1 lần nữa đúng không? Wow. Trời, phải cái trường à. Wow, Phú ơi, anh xin lỗi. Trời, gì vậy? Chém nát cái màn hình em luôn á lên. Bro, game này thật sự khá là hay nha các bạn. Ôi, mới làm gì mà sao em mất hết cơ thể rồi không? Biến thành Mahoraga rồi. Ê Phú, nhưng mà em biết cách nào đánh bại Mahoraga siêu dễ không? Đầu tiên nha, em phải bấm gọi chiếc tàu lửa. Rồi, thì bây giờ em sẽ hiểu chứ gì. Mày. Ủa, em đâu mất máu đâu. Ủa gì kìa. Ủa sao mà hôn ra nó không chết các bạn. Ôi cái gì vậy. Ôi con mẹ đang nguy hiểm lắm. Ôi vô Tenkai. Anh mà lại gần em là em chết luôn á. Thấy không. Đang gần em chết nữa. Ôi Mahoraga mà bị đánh bại bởi một cú chạm của mình thôi hả? Và đặc biệt hơn ở phiên bản này của Jujutsu Shinigami, chúng ta có thể vô cái server custom và bấm vô cái hình này. Đó các bạn thấy chưa? Nó sẽ có rất là nhiều cái server cho các bạn chơi luôn. Như là Hotel 18 cộng. What the fuck. Ơi có vô Hạ Thành nè. Anh thật sự thắc mắc là mấy cái này nó sẽ làm gì. Chẳng anh sẽ vô thử nha. Đích đi bạc ti. What the hell bro. Ui vãi, trong đây tụi nó mấy ngàn kill không à. Sao mấy đứa nhiều kill vô đây làm gì vậy. Bro. Giết nó đi Gojo. Sao anh khứa này nó không mặc quần như chân vậy. No way. Bây giờ mình sẽ vô thử một cái phòng trong đây xem sao nha. Let's go. Để coi có vị. Ôi có người trong đây kêu what the fuck. Bro, tôi xin lỗi. Ôi, trong đây bựa lắm bố ơi. Trong đây có người không? Mở cửa ra, công an tới. Không có ai hết, hên vậy. Quay và thậm chí chúng ta còn có Infinity Castle nữa hả? Vô Hạ Thành các bạn ơi, what the hell. Để mình thử xem là, ui lắc dữ vậy. No way, mình còn không thể di chuyển luôn nè. Ok, thì đây chính là vô Hạ Thành, what the fuck. Ôi, thật sự bất ngờ nha các bạn, đây là vô Hạ Thành thiệt luôn hả? Ê. Bro, chill. Mày láo với thầy hả mày? Mày. Ôi, cái vô thành này nguy hiểm các bạn ơi, xem phía dưới bao nhiêu thằng đang quýnh nhau kìa, để mình nhảy xuống chơi cho nó. Mày, ôi.
Ôi mình bị rớt xuống dưới các bạn ơi. No way. Wow. Thật sự là cái này không thể kết thúc luôn hả? Ôi vãi. Dưới này là pháo đại của Muja này các bạn ơi. Em có vô được cái server này không Phú? Không, server full như vậy à. Trời đẹp vậy. Nó xây tỉ mỉ đến mức mà ở giữa đây có cái pháo đài xong có quá chiều qua luôn nè. Từ từ mình phải kiếm người dưới này để quýnh nó mới được. Phải đi tiêu diệt quỷ. Đây rồi, đây rồi. Hình như chỗ này là của Muzan hả? Mà hàng nào phá mất tiêu rồi. Anh bạn à, thì ra dưới này có người thiệt nha, tụi mày phải chết. Ui, đừng, tao mới xuống mà bro. Trời, Akaza, Akaza đây hả? Chúng ta thật sự có Akaza ở phía dưới này nha các bạn. Rồi luôn, tới thằng này nó mod rồi, chuyện gì xảy ra với mình vậy? Thằng này nó mod, nó quýnh mình luôn mà. Nhảy nãy giờ mới xuống được tới đây không thể nào chết, cách đơn giản như vậy được. Mình sẽ đổi xem cái game khác nha. Ôi, dạ. Bro, what? Cứu anh, anh đây bên này nè, cứu anh với. Sao anh chuyển con người anh sang ngay như này rồi anh đi qua, anh qua được luôn. Ồ, oh, hay vậy. Anh cũng biết vậy, coi nè, anh sẽ phá tù giúp mấy này. Ra đi. Ui, không phá được luôn hả? Này nó chỉ mình đi vào ngục nữa là anh đi đi. Ôi, được rồi, được rồi, được rồi. Đây, 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 ra sân bay, ra sân bay. Cô nè, đợi tôi với. Đường này nè. Đâu đâu, ủa hay, hay vậy, hay vậy. Ê, cái này giống như Zerac vậy, nhớ hồi xưa không ạ? Trở về tuổi thơ các bạn ơi. Ui, thật sự là chúng ta có thể vượt ngục sao? Ui, cái này là gì vậy? Ui, ơi, sao anh trung đích lên trời em quá đâu phát? Ui, ơi, ơi. Cuốn này nó có cái hầm mẳng đó là anh. Wow, ghê vậy. Để anh với, đừng chạy. Ui, cái này là thật sự là ra ngoài tù luôn đúng không ạ? Ui, rồi sao, what the fuck? À bên này, bên này, bên này, bên này. Wow, ra khỏi tù thiệt rồi nè. Ui, nó là vô tù nó dẫn bên kia ra ngoài nó kìa phải không? Đúng rồi, mấy người tốt bro. Các bạn ơi. Ui, trời ơi Phúc ơi. Ôi, ôi, ôi. Da đen nữa. Thằng da đen này cũng không mặc đồ nữa. Sao hai tụi mày không mặc đồ vậy? Đi chết đi. Trời. Black Flash, ui, nó cũng cút luôn rồi. Vậy nó chết rồi, nó phải... À. Bro, anh vô lại rồi. Ôi cái thằng Gojo nó thật sự kéo bên kia ra ngoài nữa kìa. Bây giờ mình sẽ chỉ sang cái map mới. Một trong cái map được mệnh danh là lắc nhất trong giữa xưa Senin gần. Ui, nó chi tiết tới mức mà có tiệm hớt tóc ở đây nữa. Các bạn nhìn trong mấy cái tiệm này kìa, nó có đầy đủ mọi thứ luôn nha. Thì nói chung cái map này mình thấy khá là đẹp nha các bạn. Kiểu làm khá là chi tiết luôn á. Mà còn bự nữa, nó giờ kiếm hoài không thấy vây đá. Ui, sao đây có vết máu vậy? No way, mình phải kiểm tra mới được. Ôi em, ôi sao hay vậy, sao kiếm được anh hả? Nãy giờ đi kiếm nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Trong này, ủa vãi trưởng, trong này có cái gì nè Phú ơi. Mở ra. Oh, oh my god. Anh ấy nghĩ anh ấy là Conan. Em nghĩ là đã có người chết anh ấy. Chết máu. Là cực. Đẹp luôn á. Anh sẽ let him go. Con này bị kẹt trong domain đó nè, chết một thằng. Ui, cái domain đẹp vậy. Một thằng chết. Ôi hết domain là nhanh quá vậy. Ồ mỗi con là mỗi. Ồ mỗi con. Trong mấy cái map này mỗi con là được đều có một cái domain khác nhau luôn kìa. Ok thì đó chính là tất cả những cái hay nhất trong dưới sư xin anh gạch. Ê quầy quá. Hay không hay không hay không. Nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì mày cút.